Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản Hà Nội quý 4 năm 2016 của Savin Việt Nam, tổng nguồn cung phân khúc biệt thự liền kề trên toàn thị trường đạt xấp xỉ 35.000 căn, tăng 4,9% so với quý trước và 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1 năm 2016, tổng nguồn cung toàn thị trường đạt xấp xỉ 35.000 căn. Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên là ba quận có nguồn cung lớn nhất trong quý, cung cấp cho thị trường 50% số lượng nguồn cung mới. Lượng hàng bán được tăng 129% so với quý trước với 766 giao dịch được thực hiện, trong đó 64% là nhà liền kề. Dẫn đầu thị trường về số lượng giao dịch trong quý này là Từ Liêm với 24% và Hà Đông với 23%. Lượng hàng bán được của phân khúc biệt thự liền kề trong quý đạt kỷ lục kể từ năm 2011. Dự kiến trong quý 1 năm 2017, hơn 2.300 căn biệt thự liền kề được tung ra thị trường, chủ yếu đến từ Vingroup.